Thưa quý vị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào. Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khi chủ trì phiên họp phiên thứ 24 để thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ những thực tiễn hàng chục năm có thể xây dựng một lý luận về chủ trương đường lối đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cho các thế hệ sau tổng bí thư yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm tinh thần là làm kịp thời quyết liệt nhịp nhàng hơn nữa kiên quyết kiên trì không đệ nang không chịu bất cứ sức ép nào các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải xây dựng những chính sách thể chế cơ chế chặt chẽ thiết thực và có sự phối hợp ăn khớp các cơ quan chức năng kiện toàn tốt hơn nữa có bản lĩnh trình độ kiên định kiên cường phối hợp chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng chính sách quy định để ngăn chặn từ sớm từ xa tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thêm một số quy chế cần thiết khắc phục ngay tình trạng né tránh nể nang đùn đẩy